Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư. Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như hà nghịch lộ lai xâm phạm. Như đẳng hành khang thủ bại hư. Kính thưa cô, chú, anh chị và các bạn, tại sao tôi phải nói lên câu nói của danh tướng Lý Thường Kiệt ngay lúc này vào đầu bài? Tôi muốn nhắc lại cho chúng ta nhớ một điều. Để có được một đất nước yên bình như ngày hôm nay, ông cha bao đời và từng thế hệ cháu con tiếp nối luôn luôn đứng lên đấu tranh dẹp loạn thù trong giặc ngoài để giữ vững được giang sơn này, đất nước này cho đến ngày hôm nay. Ông cha ta phải đổi bằng xương máu biết bao nhiêu anh hùng đã ngã xuống vì sự trường tồn của đất nước, vì sự ấm no, bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Ngay trong lúc này, bà con mình, nhân dân mình phải hết sức tỉnh táo, bởi bọn chống phá phản động luôn rình rập để hòng xuyên tạc những điều sàm bậy về đất nước ta, công kích và chia rẽ khối đại đoàn kết trong nhân dân ta bằng những luận điệu xuyên tạc về chính phủ, về chính quyền. Trong tình hình cả nước đang gồng mình chống dịch, chúng toàn nói ra những điều sai sự thật. Nếu chúng ta không bình tĩnh, không nhìn nhận, chúng ta sẽ mắc bẫy. Mọi người nên nhớ rằng, chúng chỉ công kích, xuyên tạc, chống phá, chứ không giúp ích gì được cho nhân dân ta và đất nước ta. Cho nên mong bà con, nghe gì, xem gì, chúng ta phải kiểm chứng và có sự chọn lọc. Chúng ta hãy nhìn nhận thật thấu đáo trước khi đánh giá nhận xét một vấn đề nào đó. Bà con mình còn nhớ là những lần trước chúng xúi giục bà con mình đập phá những công ty nước ngoài. Cuối cùng thì sao? Bao nhiêu ngàn người phải mất việc. Rồi chúng có giúp gì được cho bà con mình không? Xong chuyện, chúng hả hê cười đùa với những mưu hèn kế bẩn của chúng. Cho nên ngay lúc này đây, bà con chúng ta nhớ lại. Đừng mắc lừa chúng, đừng nghe chúng kích động, đừng thấy những hình ảnh chúng đưa lên mà bà con nghe theo và làm những điều sai quấy, thì hậu quả bà con nhân dân chúng ta gánh chịu. Còn bọn chúng hả hê với những mục đích hèn bẩn mà chúng đã đạt được. Vì thế, bà con nhân dân chúng ta hãy mạnh mẽ góp tiếng nói, lên án để bài trừ đi những thành phần phản động từ trong nước, cấu kết với bọn phản động ở nước ngoài. Chúng ta phải nhìn rõ được ai là bạn, ai là thù. Chúng ta đừng quá thần tượng ai đó, đừng quá tin tưởng ai đó. Chỉ nhìn những bề ngoài hào nhoáng, ma mị chúng ta, rồi chúng ta không nhìn nhận ra được trước mắt chúng ta là những loại người tàn độc với quê hương mình, với đồng bào mình, ăn thịt cả đồng loại mình. Đội lớp bên ngoài là con người, nhưng trong tâm hồn của chúng không phải loài người. Tôi cũng là một người dân bình thường như mọi người, nhưng thấy được những việc làm sai trái, nó gây hại cho đất nước mình, tôi phải lên tiếng để mong rằng chúng ta hãy cùng nhắc nhở nhau và chia sẻ cùng nhau để biết được và thấy được việc nào đúng, việc nào sai, nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang hoành hành như thế này. Trong hai bài nói trước, tôi thấy có nhiều tin nhắn nói tôi rằng tại sao không ra mặt. Không ra mặt là loại lừa đảo. Xin thưa các anh chị và các bạn, tôi không ra mặt là có cái lý do riêng của mình. Tôi chỉ nói lên điều đúng, điều sai. Tôi đâu có lừa gạt ai đâu mà nói tôi là lừa đảo. Tôi chỉ nói lên cái suy nghĩ của mình với những người đồng quan điểm để cùng nhau chia sẻ những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Những ngày qua, thấy hình ảnh của những bà con từ miền Bắc, miền Trung và miền Nam lập nghiệp sinh sống. Rồi dịch bệnh tới, bà con phải mất việc. Với tình hình dịch bệnh bây giờ, nhìn mà thương cho bà con của mình. Ngay trong lúc này, họ muốn về quê cũng không được, ở lại cũng không xong. Việc làm ngưng lại do dịch bệnh thì lấy đâu ra tiền chi trả tiền thuê nhà, tiền ăn uống cho cả một gia đình. Tôi rất đồng cảm với mọi người, với bà con mình.
Nhưng bà con mình ơi, chúng ta hãy hiểu một điều. Lúc này đây, chúng ta thiếu thốn một chút, không sao. Nhưng nếu chúng ta không ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh, nếu chúng ta để nó phát tán lây lan, thì lúc đó cuộc sống của nhân dân ta còn khổ gấp trăm ngàn lần hơn nữa. Tôi mong rằng bà con mình thấy được, hiểu được và hãy cùng chia sẻ với lãnh đạo của đất nước mình. Trong lúc dịch bệnh đang hoành hành như thế này, bà con mình có thấy được sự vất vả của các ban ngành đoàn thể, của các lực lượng, của các màu áo, các chiến sĩ đang ngày đêm vất vả nơi tuyến đầu chống dịch. Bà con nhìn đi, thấy họ có được một bữa ăn ngon hay một giấc ngủ yên không? Chúng ta thử đặt mình vào hoàn cảnh. Bà con có thấy được rằng ở trong nhà cúp điện một tiếng đồng hồ thôi, nóng nực, oi bức như thế nào, nó khó chịu như thế nào. Còn các chiến sĩ nơi tuyến đầu kia, bà con có thấy suốt ngày mang trên mình bao nhiêu là thứ để dịch bệnh không xâm nhập vào người họ? Bởi vì họ giữ được sức khỏe tốt thì họ mới tiếp tục kề vai sát cánh với bao nhiêu chiến sĩ bên mình để cùng nhau chống dịch, mong sao đẩy lùi được dịch bệnh thì cuộc sống của bà con mình, của nhân dân mình mới được bình an, để bà con mình tiếp tục công việc để phát triển kinh tế. Chúng ta đừng đòi hỏi quá nhiều, tại sao không lo cho chúng ta cái này, tại sao chúng ta thiếu thốn cái kia. Bà con mình ơi, mình cứ lấy ví dụ trong một gia đình, mọi thứ còn chưa như mình mong muốn thì nói chi đến một xã hội. Bà con mình thấy đó, dịch bệnh mỗi ngày mỗi tăng. Các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, một người phải lo cho hàng trăm người, thì bà con mình phải biết chia sẻ với họ và yêu thương họ nhiều hơn chứ. Bà con có nghĩ được rằng họ cũng như mình, mà tại sao mình ở trong nhà để tránh dịch, còn họ phải dãi nắng dầm mưa, có khi trắng đêm không chợp mắt, ngày qua ngày, tháng qua tháng, mà dịch bệnh đã hoành hành cho đến nay được bao nhiêu tháng rồi hả bà con? Thương sao những hình ảnh của những chiến sĩ đang trực chiến ngày đêm nơi tuyến đầu. Họ vất vả lắm, cực khổ lắm và đáng trân trọng lắm. Bà con mình có thấy và có hiểu được một điều. Ngay lúc này, ý thức là lời cảm ơn sâu sắc nhất mà chúng ta dành cho họ. Đừng nên chống đối, đừng làm những điều sai quấy mà chúng ta rất có lỗi với họ. Một lần nữa, xin nhắc cho bà con nhớ, chúng ta nghe gì, xem gì phải biết chọn lọc, bởi bọn chống phá đang rình rập ngày đêm, chúng đáng sợ lắm bà con ơi. Chúng kích động bà con làm những điều sai quấy, chúng chuyên nói sai, xuyên tạc và nói xấu đất nước ta. Chúng làm hại đất nước mình, hại bà con mình, chứ chúng không giúp ích gì được cho bà con mình, cho đất nước mình. Bà con hãy nên nhớ. Xin trân trọng kính chào cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho mọi người thật an lành và thật nhiều sức khỏe.